Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sáng nay, trường Trung học Phổ thông Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An tiếp tục là đơn vị có điểm trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập cao nhất tỉnh, với nguyện vọng 1 là 22,05 và nguyện vọng 2 là 22,1 điểm. Toàn tỉnh có gần 12.800 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10, kể cả chuyên và không chuyên, chiếm tỷ lệ 76,29%. So với kế hoạch, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 hệ chuyên và công lập năm học 2023-2024 sớm hơn 4 ngày. Tuy nhiên, so với nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, thời gian công bố của tỉnh muộn hơn khiến công ích phụ huynh và học sinh thấp thỏm chờ đợi. Một tín hiệu đáng mừng là điểm chuẩn nhóm các trường dẫn đầu đều cao hơn năm 2022. Chất lượng đầu vào tốt sẽ là tiền đề thuận lợi để các trường nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học. Cụ thể, xếp vị trí thứ hai sau trường trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức là trường trung học phổ thông Dĩ An. Các điểm nguyện vọng 1 là 21 và nguyện vọng 2 là 22 điểm. Dĩ An cũng là địa phương duy nhất của tỉnh có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập dưới 70% trên tổng số thí sinh xác tuyển. Ngược lại huyện Bắc Tân Nguyên là địa phương có số lượng thí sinh trúng tuyển gần như đạt 100% trên tổng số thí sinh xét tuyển vào lớp 10. Hai huyện do mới tách cho nên là chưa có thành lập cái trung tâm thường xuyên như là đó là cụ thể là Bắc Tân Nguyên và Bà Hoàng. À, chính vì vậy thì Sở Giáo dục đào tạo cũng có một cái chủ trương tức là tuyển các em được nhiều hơn. Thay vì các em có trung tâm thường xuyên thì các em vào trung tâm thường xuyên. À, nhưng mà không có trung tâm thường xuyên cho nên là các em vào được, được vào trường công để để cái tỷ lệ tuyển sinh và tạo điều kiện để cho các em được vào cái trường công lập. Điểm chuẩn năm nay giữa các trường có sự chênh lệch khá lớn. Dễ thấy nhất là nhóm các trường thuộc địa bàn huyện Phú Giáo dầu tiếng bầu bàn đều có điểm chuẩn trên 11 và dưới 13, nghĩa là gần như chỉ bằng một nửa số điểm của nhóm dẫn đầu. Đối với trường chuyên Hùng Vương, Trường có 283 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. Điểm trúng tuyển cao nhất năm nay thuộc về môn địa lý với 35,8 điểm, trong khi vị trí này năm 2022 là môn tinh học với 36,8 điểm. Đối với những cái trường mà có cái điểm tuyển sinh vào lớp 10 thấp, thì ngay từ đầu năm là nhà trường phải có kế hoạch để bồi dưỡng cho các em ngay từ lớp 10. Làm sao để cho có nhiều cái giải pháp để mà bồi dưỡng kiến thức cho các em, để cho các em theo kịp và cho đến năm lớp 12 thì là cái các em đủ trình độ, đủ kiến thức để mà các em dự dự thi tốt nghiệp cũng như là à, thi để mà xét vào các trường đại học. Theo quy định thí sinh sẽ phải đăng ký nhập học tại nơi trúng tuyển nguyện vọng 1 và rút hồ sơ về trường đăng ký nguyện vọng 2 để làm thủ tục nhập học từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Sau ngày 11 tháng 8 thì thí sinh sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển nếu không hoàn tất việc đăng ký nhập học tại trường.